Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mang Thai Baby.com. Cảm ơn quý vị và các bạn ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Hãy đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến chủ đề 20 dấu hiệu mang thai sớm và chuẩn xác nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, trước đây chúng ta hay dùng que thử thai để kiểm tra xem mình đã có thai hay chưa. Nhưng với 20 dấu hiệu mang thai dưới đây, bạn có thể chắc chắn về sự tồn tại của một sinh linh bé nhỏ trong bụng mình. Sau khi quan hệ, khi nào thì có dấu hiệu mang thai sớm nhất? Ngay từ tuần đầu tiên đã có 10 triệu chứng khác biệt để bạn dễ nhận biết. 10 dấu hiệu mang thai tuần đầu tiên dễ nhận biết mà các bà mẹ mang thai có thể cảm nhận được. Thứ nhất, thân nhiệt tăng lên. Thứ hai, đi tiểu nhiều hơn. Thứ ba, mất kinh. Thứ tư, vú và núm vú có cảm giác căng cứng và hơi đau tức. Thứ năm, núm vú và cuộn vú xám màu hơn. Thứ sáu, táo bón. Thứ bảy, cảm giác nhạt miệng. Thứ tám, cảm thấy khó thở. Chín, thèm ăn bất thường. Và thứ mười là nhạy cảm với mùi. Ngay tiếp theo các dấu hiệu có bầu đầu tiên trên là 20 triệu chứng cụ thể sau. Thứ nhất, ra máu và thay đổi dịch âm đạo là dấu hiệu mang thai sớm trong tuần đầu tiên. Hiện tượng ra máu có thể được xem là một trong những dấu hiệu có thai sớm nhất, nhưng cũng lại là dấu hiệu dễ bị ngó lơ nhất. Nguyên nhân là do nhiều người nhầm tưởng kỳ kinh của mình đột nhiên tới sớm. Đây là dấu hiệu có thai trong tháng đầu tiên. Khi điều này xảy ra, bạn có thể đang trải qua hiện tượng chảy máu do thai vào làm tổ trong tử cung. Trong khoảng 20% phụ nữ gặp phải trường hợp này, hiện tượng ra máu khi phôi cấy ghép vào niêm mạc tử cung cũng không xảy ra ồ ạt như kinh nguyệt. Đó chỉ là một vài vết máu nhỏ có màu nhạt hơn bình thường hoặc nâu đậm và chỉ xuất hiện trong 1 đến 2 ngày. Thời điểm phát hiện dấu hiệu mang thai khá gần với ngày bắt đầu chu kỳ kinh nguyệt, nhưng sớm hơn. Một số phụ nữ cũng nhận thấy rằng dịch âm đạo của mình thay đổi. Chất dịch trắng và đục như màu sữa cũng sẽ xuất hiện thường xuyên trong thai kỳ của bạn và hoàn toàn vô hại. Tuy nhiên, nếu nhận thấy những biểu hiện lạ như dịch âm đạo có mùi hôi, màu vàng, nâu hay xanh và lẫn máu, hãy đến gặp bác sĩ để chắc chắn rằng bạn không bị nhiễm trùng hay nhiễm nấm. 2. Chuột rút. Chuột rút có thể là dấu hiệu của một chu kỳ kinh nguyệt mới, nhưng cũng có thể là dấu hiệu nhận biết có thai không điển hình. Nếu hiện tượng này đi cùng với một số dấu hiệu có thai khác, bạn sẽ có cơ sở để khẳng định hơn. Vì sao bạn dễ bị chuột rút khi có thai? Các chuyên gia giải thích rằng đây là sự chuẩn bị cho sự phát triển của thai nhi trong 9 tháng kế tiếp. Chuột rút xảy ra là do tử cung của bạn bị kéo giãn hơn và chèn ép các mạch máu ở phía thân dưới. Đừng ngạc nhiên nếu bạn thấy hiện tượng này sẽ theo chân mình trong suốt thai kỳ, vì bụng bạn sẽ ngày một lớn hơn và gây áp lực lớn hơn lên nửa người dưới. 3. Nhiệt độ cơ thể tăng là dấu hiệu nhận biết có thai sớm. Khi mang thai, hormone progesterone tiết ra nhiều hơn, làm nhiệt độ cơ thể bạn tăng cao hơn bình thường một chút, gần giống nhiệt độ cơ thể trong những ngày rụng trứng. Nếu thường xuyên theo dõi nhiệt độ cơ thể mình, bạn có thể dễ dàng nhận thấy dấu hiệu này. Đây là một dấu hiệu mang thai dễ bị bỏ sót, vì bạn có thể chỉ nghĩ rằng mình đang cảm thấy lạnh hay quá mệt mỏi mà thôi. Thứ tư, ngực mềm, đau và lớn hơn. Đây là một trong những dấu hiệu nhận biết có thai sớm nhất và phổ biến nhất. Sau khi trứng được thụ tinh, nồng độ hormone trong cơ thể người phụ nữ thay đổi rất nhanh. Nếu biến đổi này có thể làm tăng lượng máu cung cấp trong ngực, khiến bạn có cảm giác nóng ran xung quanh đầu và núm vú. Ngoài ra, kích thước vòng một cũng tăng đáng kể, kèm theo những cơn đau tức hơn bình thường. Nhưng bạn sẽ chẳng thấy vui vì điều này, vì ngực đang sưng và đau. Nếu để ý kỹ, bạn cũng có thể nhận thấy vùng da xung quanh đầu ti của mình trở nên thâm, đen hơn bình thường. Khi chạm vào, bạn có thể thấy ngực mình mềm đi, kèm theo đó là cảm giác nặng và tức ngực. Cơ thể bạn sẽ mất vài tuần để có thể quen với sự thay đổi hormone, và một khi đã thích ứng được, những cảm giác khó chịu ở vùng ngực cũng sẽ biến mất đi. 5. Xuất hiện rôm sảy. Khi mang bầu, thân nhiệt của bạn tăng cao hơn bình thường, làm da không toát mồ hôi kịp. Hệ quả là sẽ xuất hiện rôm sảy ở những vùng da có nhiều nếp gấp hoặc vùng da thường xuyên ma sát với quần áo. Tuy nhiên,
không phải mẹ bầu nào cũng chịu đựng được tình trạng này. 6. Mệt mỏi. Ở những tuần đầu tiên sau khi bạn thụ thai, cơ thể bạn gần như vắt kiệt sức do phải làm việc liên tục không nghỉ để cung cấp chất dinh dưỡng cho thai nhi, tim đập nhanh hơn để giúp tăng cường oxy cho buồng trứng. Kèm theo đó, hệ tuần hoàn phải làm việc với áp lực khủng khiếp để tăng lưu lượng máu cung cấp cho tử cung nuôi phôi thai lớn lên. Hơn nữa, việc thân nhiệt tăng cao cũng làm bạn mất thêm nhiều năng lượng. Với cường độ làm việc đó, hầu như cơ quan nào trong cơ thể bạn cũng sẽ biểu tình. Kết quả là dễ hiểu, bạn lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi và chạy như chạy bộ 20 km. Hơn nữa, lượng hormone progesterone tăng cao cũng khiến bạn cảm thấy buồn ngủ. Sự mệt mỏi thường trực này chính là một dấu hiệu mang thai điển hình nhất. 7. Đau đầu. Sự tăng đột biến của hormone progesterone cộng với sự thiếu hụt lượng hồng cầu trong máu là nguyên nhân làm nhiều một số người bị đau đầu khi mang thai. Tuy nhiên, những cơn đau dữ dội và kéo dài lại có thể là biểu hiện của một căn bệnh nào đó và cần được thăm khám kỹ lưỡng. 8. Đau đầu. Bạn cảm thấy đau ở lưng. Đây cũng là một dấu hiệu mang thai xảy ra sớm nhất. Dây chằng ở lưng sẽ bị kéo giãn, cơ bụng trở nên lỏng lẻo và các cơ quan ở lưng phải hoạt động tích cực hơn để chuẩn bị cho sự phát triển cực kỳ nhanh chóng của thai nhi. Điều này dẫn đến những cơn đau nhức, mỏi dọc theo sống lưng và thậm chí chúng còn trở nên khó chịu hơn khi thai nhi trở nên lớn dần. Tuy nhiên, cảm giác đau lưng này khá giống với cảm giác nhức lưng trước mỗi kỳ kinh nên thường không được mọi người chú ý. 9. Thường xuyên đi tiểu. Bạn vừa mới đi tiểu hơn 1 tiếng trước và giờ đây lại muốn ghé thăm toilet một lần nữa. Loại trừ những nguyên nhân sức khỏe khác, việc đi tiểu nhiều hơn so với bình thường có thể là điểm báo bạn đang có thai rồi đấy. Sau khi trứng được thụ tinh khoảng 6 tuần, lưu lượng máu trong cơ thể tăng lên đáng kể, do đó thận sẽ bài tiết ra nhiều nước hơn. Tiếp đó, sự chèn ép của tử cung ngày càng lớn nên bàng quang sẽ làm bạn phải đi tiểu thường xuyên hơn. 10. Khó thở và hụt hơi. Trong những ngày đầu mang thai, thỉnh thoảng bạn sẽ cảm thấy tức ngực và hơi có cảm giác khó thở, hoặc bạn cũng có cảm giác hơi thở của mình ngắn hơn thường lệ. Hụt hơi nguyên nhân là do cơ thể chưa quen với sự thay đổi hormone. Khi thai lớn hơn, đặc biệt trong tam ca nguyệt cuối cùng, việc phải cung cấp thêm oxy cho bào thai đang phát triển trong bụng mẹ khiến cơ thể tự điều chỉnh để làm cho bạn hít nhiều oxy hơn trong mỗi lần thở cũng sẽ gây ra tình trạng khó thở và hụt hơi này. 11. Buồn nôn. Có thể đi kèm với nôn hoặc không nôn. Ôm nghén là cơn ác mộng của nhiều phụ nữ, có thể xuất hiện khá sớm ở tuần thứ 4 và thứ 6 của thai kỳ, thậm chí có người phải chịu đựng nó suốt 9 tháng mang thai. Không nhất thiết là buổi sáng, bạn có thể cảm thấy buồn nôn bất kỳ thời điểm nào trong ngày, ngay cả khi bạn chưa kịp ăn gì. Đôi khi bạn chỉ thấy buồn nôn nhưng không nghiêm trọng đến mức nôn ra tất cả những gì mình ăn. 12. Tâm trạng thay đổi. Sáng nắng chiều mưa là một trong những đặc điểm nhận dạng của con gái. Tuy nhiên, khi mang thai, sự thay đổi hormone trong cơ thể còn khiến tâm lý của bạn thất thường và hơn ngày thường rất nhiều. Đang tủi thân, mệt mỏi, trong chớp mắt bạn có thể nổi giận, cảm thấy bực bội, khó chịu trong người. Thông thường, trong những tuần đầu thai kỳ bạn sẽ khó có lúc nào cảm thấy vui vẻ. Có thể sự ủ ê chán trường này liên quan đến hormone và cảm giác mệt mỏi của cơ thể. 13. Thay đổi thói quen ăn uống. Bạn thích ăn ngọt và cực kỳ ghét ăn chua. Bỗng một ngày, bạn nhận thấy rằng mình đang cầm một trái cóc non và ăn một cách ngon lành, giống như buồn nôn. Thay đổi khẩu vị là một trong dấu hiệu nhận biết bạn đang mang thai. Trong khi một số người ói đến mặt xanh mặt vàng và không dám đụng tới bất kỳ món ăn nào, một số người khác lại lâm vào tình cảnh thèm ăn vô độ trong suốt thời gian mang nặng đẻ đau. 14. Cực kỳ nhạy cảm với mùi hương. Đột nhiên bạn trở nên nhạy cảm hơn hẳn với mùi xung quanh của mình.
Đó có thể là mùi thuốc bạn đang cực ghét, mùi nước hoa yêu thích của bạn, hay đơn giản là mùi cơm chín, cũng có thể làm bạn cảm thấy khó chịu, thậm chí buồn nôn. 15. Dễ ngất xỉu. Khi mang thai, nhịp tim, tốc độ bơm máu và lượng máu lưu chuyển trong cơ thể bạn tăng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, hệ thống tim mạch đôi khi chật nhịp do không điều chỉnh kịp thời là nguyên nhân khiến bạn dễ chóng mặt, váng đầu. Một số nguyên nhân nữa là do huyết áp trong những ngày đầu thai kỳ giảm hẳn so với bình thường. Thế nên, đừng ngạc nhiên khi bạn bình thường, khỏe mạnh, nay lại dễ dàng ngất xỉu. Như thể cô tiểu thư lá ngọc cành vàng trong phim truyền hình thường thấy. 16. Chảy máu cam. Bạn có ngạc nhiên không khi biết rằng chảy máu cam là một trong những dấu hiệu mang thai mà nhiều mẹ bầu gặp phải? Khi mang thai, cơ thể bạn sản xuất nhiều máu hơn và các hormone trong thai kỳ tạo áp lực làm giãn nở các mạch máu nhỏ trong mũi của bạn. Hệ quả của việc này là mũi của bạn có nguy cơ dễ đổ máu hơn hẳn. 17. Táo bón. Sự thay đổi của hormone khi mang thai cũng ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của hệ tiêu hóa, làm bạn dễ bị đầy hơi, táo bón. Ngoài ra, sự phát triển của thai nhi làm tăng áp lực của xương chậu và bàng quang cũng là nguyên nhân dễ khiến bạn bị táo bón khi có thai. 18. Tăng cân. Dạo gần đây bạn cảm thấy khó khăn hơn khi mặc vừa một cái quần, cái áo, hoặc đột nhiên cảm thấy cơ thể mình trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Nếu đột nhiên bạn trở nên thèm ăn hơn bình thường và có dấu hiệu tăng cân, rất có thể bạn đang có thai rồi đấy. 19. Trễ kinh. Bao lâu rồi kể từ ngày đèn đỏ gần đây nhất của bạn? Trễ kinh là dấu hiệu có thai sớm nhất mà bạn có thể nhận thấy sau 1 tháng. Sau khi trứng được thụ tinh, chu kỳ kinh nguyệt của bạn sẽ vắng mặt ít nhất trong 9 tháng tới đây. Một số người thỉnh thoảng có ra máu trong thai kỳ nhưng ít hơn hẳn. Tuy vậy, bạn vẫn nên kiểm tra xem mình có dấu hiệu khác trong danh sách kể trên hay không, bởi trễ kinh đôi khi chỉ vì do bạn đang bị stress hay thay đổi thói quen sinh hoạt. 20. Que thử thai hiện hai vạch. Sau khi trải qua tất cả những dấu hiệu kể trên, gợi ý tốt nhất là hãy mua một que thử thai để kiểm tra những nghi ngờ của bạn. Dùng que thử thai là cách nhanh chóng để giúp bạn xác định liệu mình đang mang thai hay không. Thông thường, sau 2 tuần trễ kinh, bạn đã có thể dùng que thử thai để kiểm tra mình đã có dính bầu không. Que thử thai cho kết quả dựa trên nồng độ hormone HCG trong cơ thể bạn. Đây là loại hormone chỉ xuất hiện khi mang thai. Tốt nhất bạn nên mua 2 bộ que thử trong một số trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như thai ngoài tử cung hay khi bạn đang sử dụng thuốc lợi tiểu. Que thử thai có thể cho kết quả không được chính xác. Tóm lại, với 20 dấu hiệu mang thai ở trên, bạn đã phần nào xác định được khả năng mình có thai hay không. Tuy nhiên, không có gì là chắc chắn 100% cả. Vì vậy, nếu nghi ngờ, bạn có thể đến các cơ sở y tế để kiểm tra chính xác thêm một lần. Chào các bạn xem kênh, cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh và comment phía dưới video những suy nghĩ và khó khăn của mình trong việc mang thai và chăm sóc con cái. Đồng thời các bạn hãy đăng nhập vào website mangthaibaby.com để có được những kiến thức cần thiết về mang thai và nuôi dạy con cái, những chia sẻ thiết thực của các mẹ về chăm sóc con. Cảm ơn và nhớ đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé.